Và chuyển qua một bản tin xã hội khác đến từ Nga. Thưa quý vị, diễn viên 87 tuổi ly dị vợ 27 tuổi vì bị từ chối ân ái. Vâng, nam diễn viên người Nga Ivan Krasko 87 tuổi đang tiến hành thủ tục ly hôn với cô vợ người mẫu Natalia 27 tuổi sau khi bị vợ từ chối làm chuyện ấy vì sợ mang thai. Nguồn tin cho biết là cô vợ Natalia lo lắng rằng cặp đôi không có đủ tiền để mà nuôi con, vì thậm chí hai người không có nổi một nơi cho đàng hoàng để mà sinh sống. Thế nhưng vào một năm trước thì người nam diễn viên mà từng đóng vai chính trong hơn 140 phim của Liên Xô và Nga thì lại, tức là ông Ivan á, thì lại thề nhất định là phải có con với vợ. Thì cô vợ nói là tôi không muốn trở thành một người mẹ độc thân vì con cái đồng nghĩa với trách nhiệm, và chúng tôi thậm chí là không có nơi riêng tư cho mình. Thì cô người mẫu 27 tuổi kể là mình đã đến với ông diễn viên 87 tuổi đó, tức là hơn cô hơn cô cả 60 tuổi thưa quý vị. Thì cô đến với ông bất chấp tuổi tác và hai người kết hôn với nhau năm 2015, và sau đó thì cặp đôi phải chuyển đến sống nhờ tại một nơi chật chội, tức là nhà của cháu trai của ông Ivan. Thì hiện nay thì cái ông diễn viên 87 tuổi này vì ly hôn với lại cô người mẫu 27 tuổi, nhưng mà lại đang hình như là đang lên kế hoạch để trở lại với người vợ cũ thứ ba của mình, mà cô vợ cũ này cũng từng sinh ra hai con trai cho ông. Thì trước khi cưới cái người mẫu mà 27 tuổi thì ông Ivan cũng đã có 3 người con trai và 2 người con gái từ các cuộc hôn nhân trước. Và mặc dù đã lên chức ông từ 5 năm trước, nhưng mà đầu năm nay thì ông Ivan khẳng định là mình vẫn muốn có thêm một đứa con khác. Trong khi đó thì cô người mẫu 27 tuổi là sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, cho nên cô nói không muốn con cái mình cũng sinh ra trong hoàn cảnh tương tự. Thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, hình như là trong trường hợp này thì Bích Trâm thấy là câu nói của Việt Nam mình là chồng già vợ trẻ là tiên lại không có đúng mấy, mà phải nói là chồng già vợ trẻ thì thiếu tiền liên miên. Thì anh Khắc Hành nghĩ sao về chuyện mà ông cụ 87 tuổi mặc dù không có đủ khả năng tài chính để chu cấp cho vợ con, cho gia đình, mà vẫn chưa muốn rửa tay gác kiếm, vẫn còn muốn gia tăng sản xuất là thế nào hả thưa anh? Tôi chắc chắn rằng là khi nghe xong hay là đọc xong những cái tin như thế này của ông cụ 87 tuổi này đó, thì đàn ông Việt Nam chúng mình sẽ có nhiều cái cảm xúc nó khác nhau. Có nhiều người rất là ghen tị, có nhiều người cũng bắt đầu là thầm mơ ước được may mắn giống ông cụ, nhưng mà cũng có nhiều người sẽ cảm thấy so với cụ thì lại cảm thấy mình tủi thân và bạc phước. Bây giờ quý vị cứ thử nghĩ coi, tuổi 87 tức là cái tuổi mà mình gọi là trời chiều bảng lảng bóng phảng hôn, người ta sắp sửa đi vào bóng đen của cuộc đời đó, thì vào cái tuổi này thì bảo đảm là nhiều người đó thấy vợ hoặc là vợ gọi đi ngủ là đã xanh mặt run lẩy bẩy rồi. Thế mà ông cụ này đã làm cái chuyện ngược lại, là vợ sợ ông ấy, bởi vì ông cứ đằng đặc cũng đòi có con mà không thỏa hiệp không xong, đàm phán không xong là bỏ, là thì phải nói là trời ơi sao nó hào hùng và nó ngon lành quá. Mà chúng ta thấy đi, 87 tuổi mà dám chủ động bỏ luôn cái cô vợ 27 tuổi, nếu đàm phán nó không xong thì đâu phải là cái chuyện mà dễ mà làm. Chúng ta phải biết rất là nhiều trường hợp, có nhiều ông trẻ hơn nhiều, có quốc tịch Mỹ, có nhà, có tiền hưu, có như là lang thang về cái phương xa, cưới một cái người vợ mà đâu dám nó cưới vợ trẻ, cưới vợ nó nhỡ nhỡ, nó tạm tạm coi được, sồn sồn đó, đem về nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế mà 5 năm sau nó có quốc tịch, còn nó cũng đi, nó cũng chim như chim sổ lòng. Thì so với ông cụ này thì phải nói là quá bạc phước rồi, với lại quá tủi thân. Mà ngon cái ngon nhiều tập, ngon thứ ba cụ này như Bích Trâm thấy không, 87 tuổi không có nhà, không tài sản, không gia đình, thế mà người mẫu nhá, đàng hoàng chứ không phải là vớ vẩn rong rêu đâu. Người mẫu 27 tuổi trẻ đàng hoàng vẫn cứ tiếp tục gọi là tìm đến yêu thương. Và nếu mà ông chủ ông, tại vì ông đòi ly dị thôi, chứ nếu mà chưa ly dị chắc là ông bà còn cô vợ trẻ còn gắn với ông còn lâu. Thế thì phải nói là không ghen tị sao được. Nhưng mà có một cái điều chúng ta thấy là qua tin này, mình thấy theo một cái xã hội, và cái nhất là cái lĩnh vực là điện ảnh của Nga nó thê thảm quá. Mình cứ tính như ông này là một nam diễn viên chính nha, đóng vai chính 140 cuốn phim, mà vợ thì đâu phải thường là người mẫu 27 tuổi,
Thế mà cả hai cũng không có làm sao mà có được cái mái nhà để chui ra chui vô, phải ở nhờ cái nhà của đứa cháu. Đến nỗi mà bà vợ sợ có con, hãi quá, thành ra đành phải, dù yêu chồng lắm nhưng mà cũng phải chấp nhận đi chị. Thành ra mình thấy rằng là nếu mà trong cái trường hợp này đó, mà mình lại so với ông cụ về cái khoản này thì mình lại thấy mình ngon hơn, mình may mắn hơn ông. Thành ra tóm lại mình thấy có điều là trời thì rõ ràng là rất là công bằng, không cho ai cái gì mà nhiều quá. Cái ông cụ này ngon nhiều chỗ thì lại dở rất là nhiều chỗ. Mà phải nói thật là những cái ngon của ông cụ này thì đàn ông chúng tôi thèm lắm. phải nói thành thật như vậy. Thành ra có một câu chuyện nó tương đương nó như này. Trong một cái apartment thì có hai vợ chồng trẻ đó, có điều kiện để sinh con, muốn có con thì lại không có con. Mà trong khi đó cái người hàng xóm già 60-70 tuổi ở trên lầu đó chỉ là người rất là nghèo, là công nhân tay chân thường, đời sống nó có vẻ là kham khổ, mà con cả hàng chục đứa. Thành ra cái ông chồng trẻ này một lần ông bạo dạn, ông trèo lên trên lầu gặp cái ông già 60-70 tuổi đó để xin ý kiến và xin sự giúp đỡ. Thì ông già ông nói ôi giời, tưởng cái chuyện gì, chuyện đó dễ à, bây giờ tôi chỉ cho cậu cứ làm theo tôi là vợ có con ngay. Bây giờ tôi ngay tối hôm nay về mua một cục xà bông thơm, một chai nước hoa và một cái cây chổi cán dài. Thế thì các ông chồng trẻ ông nói rồi tôi sẽ mua, nhưng mà mình làm gì với nó. Thì ông già 60-70 tuổi mới nói rằng cậu cho vợ lấy cái cục xà bông tắm rửa sạch sẽ, sau đó lấy cái chai nước hoa xịt cho người thơm thôi. Rồi ông ngừng ở đó thì chồng sốt ruột hỏi còn cái cây chổi cán dài thì sao. Nói thì lúc đó anh sẽ lấy cây chổi cán dài đó, anh gõ lên trần 3 tiếng thì tôi biết là vợ anh đã sẵn sàng, tôi sẽ xuống dưới có con ngay. Tưởng gì chứ giúp kiểu đó. Có ngay. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin trong tuần. Các hành và Bích Trâm kính chào quý vị và kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.